Em tên là gì? Em tên là Dung ạ. Dung á? Dạ. Ví dụ nhá, ví dụ bây giờ được sở hữu anh trong vòng 2 tiếng thì em sẽ làm những gì? Anh hỏi khó quá anh. Đấy, em ví dụ mình nghĩ mình thích cho người ta làm gì thì là người ta làm đấy thôi. Thế anh đi mua hộ em bó hoa, tại okay. Em đang đi tìm chỗ để bán để mua bó hoa. Ý là nếu mà sở hữu anh 2 tiếng là em sẽ bảo anh đi mua hoa và đưa em để em tặng mẹ đúng không? Vâng, để bọn em đi chụp ảnh nữa. Đi chụp ảnh nữa thì. Vâng. Bây giờ mà chạy ra kia mua hoa nó chỉ mất tầm một tiếng là cùng, còn một tiếng nữa thì bây giờ làm sao đấy? Đấy thì anh đi chụp ảnh cho em với cả bạn em ạ. Đúng rồi, chụp ảnh một tiếng luôn. Vâng. Vâng. Ủa, em thấy một tiếng là nhanh đấy ạ. Là nhanh á? Vâng. Một tiếng là ít à? Vâng. Ý là nếu mà sở hữu anh trong vòng 2 tiếng thì em sẽ bắt anh đi mua hoa. Vâng. Để cho bọn đơn em chụp ảnh. Vâng. Và đi chụp ảnh cho bọn em. Vâng. Được quá nhờ. Được đấy. Ok nhá. Vâng. Thế anh rất cảm ơn vì vì em mà anh đã được làm tay sai. Ok, chúc em thật nhiều hạnh phúc. Vâng, em cảm ơn ạ. Ok. Em cảm ơn. Em có thể cho anh được biết em tên gì không? Tên là Hy ạ. Tên là Hy ạ. Chào con. Thì nhá, hôm nay anh đang có một cái câu hỏi anh muốn đi hỏi mọi người. Ok. Là ví dụ như sở hữu anh trong vòng 2 tiếng thì em sẽ làm gì? Em sẽ làm gì á? Sao em biết chơi va không? Chơi gì? Va á? Va là dần ấy. Va là dần á? Ok. Anh không? Không biết. Liên minh. Liên minh thì anh biết. Ok. Thế thì chắc là 2 tiếng đấy thì cái danh thôi. Cái danh thôi. Okay. Em thích chơi AD thì ok anh support. Lỡ thương em rồi thì vào game để anh để dành đánh liên minh cùng em. Ok. Được rồi nhỉ? Em chả thiếu gì cả. Ok ok. Em là người đầu tiên gọi là cho anh cảm giác được 2 tiếng anh rất là có giá trị ấy. Bởi vì mấy người kia toàn bảo anh là phải lau nhà với rửa bát với nấu cơm. Người đòi ném anh xuống hồ. Bắt anh bơi. Ra mấy cái đấy em làm được hết rồi. Em làm được hết à? Rất là cảm ơn em nhá. Dạ. Thật ra thì nếu mà ai lấy được em chắc là phúc 70 đời mất. Ok nha, cảm ơn Hy. Chúc Hy đi chơi vui vẻ. Em được sở hữu anh trong vòng 2 tiếng thì em sẽ làm gì? Em bắt anh dọn nhà thôi. Dọn nhà? Vâng. Lau nhà, giặt quần áo các thứ. Lau nhà, giặt quần áo thì anh tính sơ sơ nó chỉ mất còn 1 tiếng rồi. Bởi vì anh làm nhanh á. Bởi vì trước ngày trưa mà hồi bao cấp ấy là bố mẹ anh có làm mấy cái đấy xong thì luyện cho anh từ nhỏ. Mấy cái đấy anh làm nhanh á. Nó chỉ chắc là nó chỉ rơi tầm 30 phút này. Thì còn 1 tiếng 30 phút nữa thì... Không, em nhiều đồ mà. Em nhiều đồ, nhiều trò. Nhà em nhiều thứ ấy, con gái thì nó nhiều thứ. Trong vòng 2 tiếng là anh không bao giờ kịp được. Nhưng mà anh làm mấy cái đấy từ bé mà. Bây giờ còn 1 tiếng nữa thì em sẽ làm... Thôi em chỉ cần anh dọn nhà cho em thôi. Nhưng mà còn 1 tiếng mà. Cuối cùng 1 tiếng rồi. Thì em để dành 1 tiếng đấy, hôm sau em nhớ anh dọn tiếp. Hôm sau em nhớ anh dọn tiếp. Chỉ được 1 ngày thôi. Trong vòng 1 ngày đấy chứ. Thế thì buổi sáng em bảo anh dọn thì buổi tối anh bảo anh nấu cơm. Bảo anh nấu cơm. Buổi tối nấu cơm á? Vâng. Được nhỉ? Vẫn là trong cùng một ngày. Đúng, vẫn khéo vết nhỉ. 1 tiếng nấu cơm. Nhưng mà nấu cơm thì cắm cơm, cắm nồi cơm nhé, tầm 10 phút. Thì mình phải nấu đồ các thứ chứ anh. Nấu đồ các thứ ạ. Xong thì anh ăn xong thì trong thì sớm quá thì anh rửa bát. Còn muộn quá. Không. thì chỉ cần trong vòng 1 tiếng thôi. Trong vòng 1 tiếng thì anh hết thời gian rồi thì anh có thể thôi. Anh sẽ nấu hết tầm 40 phút. Để 20 phút dọn ra xong ăn cùng em. Xong thì hết thời gian mất là em. Em rửa hay là em ném cái đống bát đi ra ngoài? Em rửa. Anh kiểu em sẽ ném cái đống bát đi. Không. Ok. Anh cảm ơn em nhá. Vâng. Ok. Xinh gái đấy. Em tên gì? Em tên là Hương. Hương á? Em đến từ đâu á? Em đến từ Hà Nội ạ. Em người đây luôn à? Vâng. Em chỗ nào ấy? Em ở Vạn Phúc, Hà Đông. Ví dụ bây giờ em sở hữu anh 2 tiếng thì trong 2 tiếng đấy em sẽ làm cái gì? Em muốn anh làm cái gì? Lau nhà, rửa bát, giặt quần áo. Lau nhà, rửa bát, giặt quần áo. Nên là mấy cái đấy anh chỉ làm nó trong vòng 1 tiếng là xong hết rồi. Thì còn lại 1 tiếng ấy thì em sẽ làm gì? 1 tiếng đấy á? Cho em 1 tiếng ấy tự do nữa. Cho em 1 tiếng đấy tự do. Cho anh 1 tiếng đấy tự do. Không, bắt buộc em phải dùng hết 2 tiếng. Em sẽ anh đi chợ. Cho anh đi chợ. Nấu cơm.
giặt quần áo, quét nhà các rồi, kiểu. Rồi đấy là một khác rồi, nhưng mà đây đi chợ nấu cơm cũng như... Đi chợ nấu cơm. Vâng. Thật ra thì đi chợ nấu cơm đối với anh nó chỉ mất tầm 40 phút thôi. Còn 20 phút đấy thì em sẽ định làm gì nữa? 20 phút đấy á? Em cũng không biết được, tại vì là tại vì sao? Em đang chưa có người yêu nên em không biết. Thôi 20 phút đấy. 20 phút. À, cho anh tự do. Sao lại cho anh tự do? Anh làm gì anh làm thế thôi. Thế anh sẽ làm người yêu em? Cũng được. Chứ mong nhờ trong 20 phút đấy thôi nhá. Trong 20 phút đấy thôi. Vâng. Ok.